Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của itmobile. Trên bàn của mình hôm nay có là hai chiếc iPhone 10. Tuy nhiên bên tay phải của mình là chiếc iPhone 10 chạy iOS 12. Đây các bạn có thể thấy đây. Còn bên tay trái của mình là chiếc iPhone 10 chạy iOS 12.1. Và hôm nay thì mình sẽ làm một bài build test để xem thử là với iOS 12 và iOS 12.1 thì nó có được nâng cấp về cái phần hiệu năng hay không. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Rồi mình sẽ tắt hết tất cả những dụng cụ nè. Đối với những dòng iPhone thì chúng ta không cần phải khởi động lại máy đâu. Cái điều đó thì khá là dư thừa. Rồi ok, tụi em đầu tiên là thêm lên luôn nè. Như vậy là chiếc iOS 12 đã vào trước rồi. Vào trước cũng khá là nhanh so với lại chiếc iOS 12.1. Đây mình sẽ tắt tiếng đi. Đó các bạn có thể thấy đây, nó vào rất là nhanh. Như vậy là 2.0 dành cho iOS 12. Tiếp theo là Plan B. Ok, đối với tựa game này thì iOS 12.1 đã vào trước rồi. Nhưng mà cái tựa game Plan B này không hiểu sao là hai máy lại bị lỗi cái khung hình nha. Mình cũng không biết luôn. Lần này lại một điểm nữa dành cho chiếc iOS 12 và chúng ta sẽ đi đến với tựa game tiếp theo là Real Racing 3. Real Racing 3 mình thấy có vẻ như iOS 12 sẽ vào trước nhỉ? Rồi ok, đúng vậy. Nó đã vào trước rồi so với iOS 12.1. Mình nghe phong phanh ở trên mạng thì họ nói là nó sẽ có hiệu năng tốt hơn. Và hiệu năng tốt hơn thì không biết là cái tốc độ của nó có tốt hơn hay không. Thì tới bây giờ mình vẫn thấy là tốc độ của nó không tốt hơn so với lại iOS 12. Nhưng mà về phần hiệu năng thì hôm sau mình sẽ test riêng. Còn bây giờ thì mình sẽ test về phần tốc độ thôi. Nãy giờ các bạn có thể thấy là chiếc iOS 12 nó vào rất là nhanh. Nhanh hơn khá là nhiều so với iOS 12.1. Vậy iOS 12.1 lại giảm tốc độ so với iOS 12 chăng? Thì chúng ta sẽ chờ đợi trong những cái tựa game tiếp theo nhé. Game tập 4 nè. Các bạn có thể thấy đây, đó, nó vào rất là nhanh. Tựa game này nó vào nhanh hơn khoảng 2 đến 3 giây so với lại iOS 12.1. Và tựa game cuối cùng là Mortal Kombat X. Đối với tựa game cuối cùng là Mortal Kombat X thì cả hai máy đều hòa nhau. Và như vậy thì cũng không cần phải test về quãng RAM làm gì. Mình chỉ test về cái tốc độ thôi. Thì các bạn có thể thấy là tốc độ trên iOS 12.1 nó thua thiệt một chút xíu so với lại iOS 12. Nếu nói theo cách dân gian nôm na ra thì đây là một sự cải lùi từ iOS 12 lên iOS 12.1. Vậy các bạn có ý kiến gì thì đừng quên để lại phía dưới video này nhé. À mà nếu các bạn muốn tham khảo thêm giá bán của iPhone 10 thì đừng quên truy cập website itmobile.vn để tham khảo thêm. Hôm sau mình sẽ có một bài test game trên hai chiếc điện thoại này để xem thử là cái hiệu năng thực sự của nó có thực sự là nâng cấp hay không, hay là nó chỉ là chiêu trò quảng cáo thôi. Ok, còn bây giờ xin chào nhé.